những cái tên độc nhất vô nhị mà tôi từng biết kiểu. Cô kiểm tra bài cũ cái nha. Rồi chuẩn bị lên nè. Ủa, cái này phải cái tên không vậy? Cái tên gì mà Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương? Ủa là ai vậy? À, dạ em là cô ơi. Ủa là tên của em luôn hả? Trời ơi, Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương, 7 chữ. Trời ơi, tên gì dài dữ vậy em? Dạ ba mẹ em kể hồi xưa sanh em ra cái thấy em dễ thương quá cái đặt cái tên dài vậy cho nó đẹp. Trời ơi, ba má em cũng vui tính ghê ha. Cái tên này á, mà sau này em đi làm căn cước công dân hay là giấy phép lái xe chắc nó không đủ chỗ ghi luôn em. Rồi thôi, cái tên cũng khá là đẹp đó, lên cho bài đi em. À, dạ. Rồi, Ánh Dương tốt nè. Tiếp theo nè. Nguyễn, ủa cái gì vậy? Nguyễn Văn Ruby, em nào vậy? Dạ em á cô. Tên Ruby luôn hả em? À, cái lớp kế bên có một bạn tên là Nguyễn Văn Rube, là anh em với em hả? À, dạ đúng rồi cô, Rube là anh của em á. Trời ơi, hai anh em Nguyễn Văn Ruby với Rube. Trời ơi, đi ra được Ruby. Rồi cái tên hay ha. Rồi rồi lên cho bài đi em. À, dạ. Ruby tốt luôn. À, tiếp theo bạn nữa ha. Rồi trời. Ủa? Cái chữ gì vậy? Cái chữ này đọc sao? For Florentine Phạm Ánh Tuyết. Ai vậy? À, dạ em á cô. À, hiểu rồi. Em là con lai Tây đúng không? Dạ đúng rồi cô. Cha em là người Tây là người Pháp á. À, Florentine là tên họ của cha em bên Tây đúng không? À rồi rồi rồi, ok. Tên cũng hay ha. Nghe nghe cũng là lạ. Florentine Phạm Ánh Tuyết. Rồi để trả bài cho cô đi em. À, dạ. Rồi bạn này tốt nè, xinh gái nữa, lai tay đẹp ghê vậy đó. Ủa mà sao cái lớp của em kỳ vậy? Cái lớp này ngộ ha, cái lớp này toàn tên độc lạ không à ta? Hôm qua cô mới kiểm tra miệng cái lớp bên kia, cái lớp tài là tên nó trùng nhau giống nhau không à. Bữa nay cô tới kiểm tra cái lớp này tên độc lạ hay thiệt. Rồi bạn tiếp theo nè. Ủa? Ủa? Ai in lộn cái từ gì mà nó bậy vậy ta? Gì vậy? Quỳnh chó. Ủa? Quỳnh chó là một bạn ở trong lớp hả? Quỳnh chó nữa kìa. Chó. Quỳnh chó. Quỳnh chó nữa kìa. Quỳnh chó. Trật tự này tụi em thôi, không có cười giỡn nữa nè. Bạn nào vậy? Em hả? Dạ. Thôi trật tự này tụi em ngồi xuống đi, nghe cô nói chút xíu nè. Có những bạn sẽ có những cái hoàn cảnh hết sức là éo le, giống như tương tự bạn này nè. Trong cái mối quan hệ gia đình nó có sự xung đột, rồi có cái sự giận dỗi, rồi không ưa nhau tụi em, nên đặt cái tên như vậy đó, nghe cho nó đã thỏa đã cái miệng gì đó. Cho nên là thôi, chúng ta mà có những cái trường hợp mà có quen những cái bạn mà có tên hơi kỳ cục gì đó, chúng ta không nên gọi tên của bạn nha. Nên gọi đặt cho cái bạn bạn đó một cái biệt danh nào đó, nghe cho nó dễ thương, rồi mình lấy cái biệt danh đó mình kêu, chứ mình đừng có kêu cái tên bạn, để cho bạn đỡ tủi thân, đỡ phải quê trước mặt mọi người nha tụi em nhớ nghe. Ví dụ như bạn à, bạn đang mất kiến đúng không, thì mình kêu bạn biệt danh, ê thằng bốn mắt, ê, cái thằng đang mất kiến. À, nghe như vậy nó dễ thương ha tụi em nhớ nha, nhớ thương bạn nha tụi em, đừng có chọc quê bạn nha. Dạ. Dạ. Rồi từ nay em sẽ có cái biệt danh là bốn mắt nha. Rồi bốn mắt lên trả bài cho cô nè. Dạ. Ai bạn bốn mắt học bài rất tốt, giỏi nha, cố gắng phát huy nha em. Rồi bạn tiếp theo luôn nè. Trời trời, cái tên nghe hay ha. Đỗ Trạng Nguyên. Ủa Đỗ Trạng Nguyên là ai vậy? À dạ là em coi. Trời ơi mặt mày sáng láng, cho học giỏi lắm ha. Đỗ Trạng Nguyên mà. Là đi em. Con. À, dạ. Chưa thuộc bài nghe Đỗ Trạng Nguyên. Học bài kiểu này sao Đỗ Trạng Nguyên nổi em? Phải thấy giống cái tên của mình chứ. Giờ bài lại cái chứ. Không thuộc bài rồi. À, các bạn cuối cùng đi ha. Rồi bạn Phạm Văn. Ủa cái chữ này đọc sao trời? Phạm Văn Cức. Ấy. Không phải, Phạm Văn Cức. Krubb Cức. Là bạn nào vậy? Em là cô, dạ tên của em đọc là khớp của cô. Krubb mình cứ đọc là khớp khớp của cô chứ không phải là cái kia. Khớp khớp hả? Em là người dân tộc hả? Dạ đúng rồi, em là dân tộc, em quê ở Đắk Lắk của cô. Dân tộc là tên vậy đúng rồi tụi em. Trời ơi, Phạm Văn Khớp nha tụi em chứ không phải là Phạm Văn Cức.